quy hoạch đất xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vâng, trên kênh có bạn tên là Xuân Triều 71 có hỏi mình về quy hoạch xã Nam Thắng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về Nam Thắng xem có những điều gì tuyệt vời trong tương lai nhá. Đây là mình sẽ mở to ra đây. Đây là bản đồ quy hoạch này. Vâng, chào mừng các bạn, hiện tại bây giờ đang là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đây. Đấy, và giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về khu vực Nam Thắng nhé. Cùng bạn Xuân Triều, cảm ơn 20 anh em đang xem nhé. Mỗi anh em cho mình xin 10 trái tim nhấp liên tục màn hình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây, và chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía khu vực Nam Thắng nha. Nam Thắng gần ngay cạnh Nam Cường này. Để xem Nam Thắng có những điều gì tuyệt vời trong tương lai nhé. Đây, đây chính là khu vực Nam Thắng của hiện tại đây. Toàn bộ cánh đồng Nam Thắng này. Nam Thắng của hiện tại đây. Và bạn Xuân Triều 71 có thể comment nhà mình ở khu vực nào nhé. Đây, bạn comment nhà mình khu vực nào của Nam Thắng nào. Nhìn thấy chữ nào hiện lên thì comment nhé. Đây là Nam Thắng của hiện tại này. Và đây chính là Nam Thắng của tương lai đây. Nha chà. Thứ nhất là có con đường vành đai đường bộ ven biển. À, có thể xác Nam Cường. À, có đường vành mà đường bộ ven biển sẽ đi qua toàn bộ cánh đồng phía đông của Nam Thắng này. Tiếp theo các khu vực ruộng ở xen kẹp trong dân ở Nam Thắng sẽ chuyển đổi thành đất ONT này, màu hồng viền đỏ đấy ạ, ONT. Rồi tiếp theo ở cánh đồng phía tây bắc của Nam Thắng sẽ chuyển đổi toàn bộ thành khu công nghiệp Sông Lân nhé. Khu SKK là đất cụm công nghiệp Sông Lân này, Sông Lân. Đó, và con đường màu vàng kia là con đường trục xuyên xã rồi. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết nhé. Tôi sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên là tôi sẽ đi vào khu vực cánh đồng của Nam Thắng này. Cánh đồng của Nam Thắng. Đây. Một xíu khu vực này là đất ở đây này. Bao nó Nam Thắng nó gồm cả chỗ hình vuông vuông, chỗ đường 21 này. Đây 21 là Nam Thắng nhé. Đây. Chúng ta thấy con đường chưa? Con đường D21221A này. Đấy, toàn bộ khu vực hai bên đường này nó sẽ là đất ở anh em nhé. Toàn bộ khu vực hai bên đường này nó sẽ đất ở này. Nếu mà anh em có tiền mua ruộng khu này giữ nguyên rất ngon này. Sau khi lô đất này sửa đổi lên sẽ được sử dụng đất này xây nhà, xây ở để làm những công việc loanh quanh đấy, rất là ok đấy. Và tiếp theo chúng ta di chuyển một chút sang bên phía cánh đồng này. Thì toàn bộ đây là khu vực cánh đồng của Nam Thắng, đây chính là đất cụm công nghiệp hết này, toàn bộ luôn này. Toàn bộ là công nghiệp hết này. À, và đây nếu mà bạn có gần cái nhà biệt thự to to ở cuối không? Cái nhà đẹp đẹp đang xây ở cuối của Nam Thắng này. Đường sát với Nam Cường không, nhà mình có gần khu này không? Đấy, nhà mình có gần chỗ đồ câu Trọng Ánh không? Đấy, thì chúng ta thấy này, toàn bộ khu vực cho bạn là đất ở nha. Và sau này phía bên giữa cánh đồng giữa Nam Cường và Nam Thắng nó sẽ là cụm công nghiệp Sông Lân nhá. Rồi chúng ta đi luôn phía dưới này một chút xíu này. Đây, cụm công nghiệp Sông Lân này, cánh đồng công nghiệp Sông Lân luôn này. Ê, và bạn để ý là có một cái bên tay phải của... Cảm ơn, ok, cảm ơn Đỗ Hoàng Bắc nhá. Đây, bên phải của đường bộ ven biển sẽ là đất thương mại dịch vụ TMD này. Đây, và đây là kênh chuyên soi quy hoạch bất động sản tại Thái Bình. Xin mời anh em hãy ấn vào nút follow kênh trên bên cùng bên tay trái màu hồng để theo dõi kênh của Sơn, để hàng ngày Sơn lên các video anh em thể xem được. Và buổi tối Sơn sẽ live stream để soi quy hoạch cho anh em nhé. Và đây chúng ta đang soi quy hoạch tại xã Nam Thắng cho bạn Xuân Triều 71 đây. Đây là toàn bộ khu vực con đường bộ ven biển chạy qua cánh đồng của Nam Thắng nhá, và nó sẽ đi xuống Nam Thịnh vùng này. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ để ý các khu vực đất còn lõi trong dân này. Đây, chỗ Alo Mobi trao chọn yêu tâm này. Chúng ta thấy các khu vực mà còn ruộng ở trong dân nhé. Đây là gọi là các khu vực ruộng xen kẹp. Thì sau này nó sẽ chuyển đổi thành đất ONT nhé. ONT. Đây, và chắc chắn nếu mà anh em nhìn thấy điều này thì chúng ta việc đầu tiên là có tiền chúng ta mua ngay ruộng đi. Nếu mà chúng ta muốn đầu tư tại quê hương nhé, anh em hãy mua ngay ruộng khu này cho tôi. Vì sau này nó sẽ có thể quy hoạch lên đất ở. Và chúng ta, một là chúng ta nếu có vẫn còn cái quỹ đất lên được thì chúng ta sẽ chủ động lên được. Hoặc là chúng ta có thể là sau này nếu mà nó thu hồi, tôi nghĩ trong dân chắc chắn nó không thu hồi đâu. Diện tích nhỏ này không đủ để làm các cái dự án. Còn chỗ nhà thờ dưỡng trực này thì có thể ok này. Đây, khu vực này sẽ là khu vực đất ONT nhá. Đất ONT này. Đấy, nhà thờ rất là lớn khu vực này đúng không? Đấy. Thì trên đây là một số cái điều đáng chú ý tại khu vực xã Nam Thắng nhá. Hy vọng nó cung cấp cho bạn một số điều hữu ích. Cảm ơn bạn Xuân Triều 71 rất là nhiều đã đến livestream cùng Sơn, và chúc cho bạn và gia đình Sơn mạnh khỏe và thành công nhá. Chúc cho bà con Nam Thắng sẽ luôn thịnh vượng và may mắn. Chúc cho các khu công nghiệp này và các con đường lớn này sẽ sớm được hình thành để bà con sớm đưa vào sử dụng để cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã ấn nút follow kênh trên này để theo dõi kênh của Sơn, hàng ngày Sơn lên các video anh em thể xem được nhá. Và anh em đang muốn soi quẹt bất cứ xã nào, anh em comment xuống giúp mình ạ. Xin chào Lê Lương nhá, xin chào Nga Bỉm Sữa này. Và dựa vào các cái thông tin quy hoạch này thì chúng ta sẽ nắm được các cái tình hình con đường nào chạy qua, các vùng đất nào được chuyển đổi tại xã của mình. Nắm bắt được tình hình bất động sản tại xã của mình thôi. Và sau đó nếu em đang có kế hoạch để đầu tư bất động sản thì đó là những thông tin rất chính xác để chúng ta có cơ sở để mình có thể là mua bán đúng chỗ.
Và buổi sáng cứ tầm 7 giờ 7 rưỡi là Sơn sẽ live stream về các cái nguồn bất động sản tại Thái Bình nhé. Và giá cả như thế nào thì anh em có thể xem được và nắm được, và có một nguồn bất động sản đa dạng, anh em có thể là lựa chọn một cách đa dạng hơn. Và tiếp theo là tôi sẽ lên các video về pháp lý bất động sản để anh em có thể nắm được các cái trình tự thủ tục pháp lý, nó rất là hữu ích khi chúng ta sau này khi chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta có tiền chúng ta đầu tư bất động sản thì nó rất là tuyệt vời đấy. Vâng, cảm ơn các bạn một lần nữa đã ấn vào nút follow kênh trên này nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều.